Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tách Cà Phê và đây là bản tin cuối tuần. Sẽ là nơi mà bọn mình tổng hợp những tin tức công nghệ hot nhất đã diễn ra trong tuần vừa qua. Bản tin sẽ được lên sóng vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Và giờ thì mình cùng bắt đầu nha. Do lệnh cấm của Mỹ, TSMC không thể tiếp tục sản xuất các con chip cho Huawei và đây là vấn đề đau đầu mới nhất của nhà sản xuất smartphone Trung Quốc. Để khắc phục tình trạng này, Huawei phải nhờ tới MediaTek và những nhà sản xuất khác, tuy nhiên việc này lại không được suôn sẻ cho lắm. Theo thông tin mới nhất, các đơn hàng mua chip MediaTek của Huawei đã tăng 300% trong năm nay. Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc được cho là nên sử dụng chipset 5G của gã khổng lồ Đài Loan trong cả smartphone trung và cao cấp. Trước đây, Huawei chỉ sử dụng bộ xử lý MediaTek 4G trong phân khúc thiết bị tầm trung hoặc giá rẻ. Nguồn tin này cũng cho biết MediaTek đang đánh giá lại khả năng có đáp ứng đủ các nhu cầu chip của Huawei hay không. Tuy nhiên, một số thông tin rò rỉ cho thấy MediaTek không thể đảm bảo khả năng cung cấp chip cho Huawei. Nguyên nhân xuất phát từ việc công ty phải đầu tư cao vào máy móc và nhân sự để mở rộng năng lực sản xuất. Dòng sản phẩm vòng đeo tay thông minh Mi Band của Xiaomi đã rất được lòng người sử dụng vì giá thành thấp mà đem lại nhiều tính năng thiết yếu giúp theo dõi sức khỏe và quá trình luyện tập. Sau thành công của Mi Band 4, Xiaomi tất nhiên sẽ ra mắt Mi Band 5 trong năm nay. Một vài hình ảnh rò rỉ trước đây đã tiết lộ những thay đổi lớn của Mi Band 5 so với người tiền nhiệm. Đáng chú ý là trên màn hình có một lỗ cắt hình tròn khá lớn mà một số người dự đoán rằng có thể đó là ống kính camera. Khá thú vị khi một chiếc vòng đeo tay thông minh theo dõi sức khỏe lại được tích hợp thêm cả camera selfie. Tuy nhiên, theo những hình ảnh thực tế mới được đăng tải trên Weibo, đã xác nhận lại rằng lỗ khoét trên màn hình của Mi Band 5 không phải là camera mà là một nút bấm. Nó có tác dụng giống như nút Home trên smartphone. Hình ảnh rò rỉ mới nhất cũng tiết lộ Mi Band 5 sẽ có bộ sạc kiểu mới, Mi Band 4 có bộ sạc kiểu chân đế. Bạn sẽ phải tháo phần màn hình ra khỏi dây đeo và đặt lên chân đế để sạc. Mi Band 5 sẽ có bộ sạc kiểu cắm thẳng vào cạnh dưới thay vì dạng chân đế, giúp cho việc sạc pin dễ dàng hơn. Xiaomi Mi Band 5 có thể sẽ được ra mắt trong tháng tới với giá dự kiến khoảng 28 USD. Tin vui đối với nhà Vin khi mà trong tháng 4 vừa qua, thương hiệu điện thoại Vinsmart đã lọt vào top 3 bán chạy nhất cả nước, chiếm 16,7% thị phần, báo hiệu một tín hiệu vui đối với hãng smartphone còn non trẻ như Vinsmart. Vào ngày 27 tháng 5, Vinsmart đưa ra thông cáo cho biết đã bán được 1,2 triệu smartphone sau 17 tháng gia nhập thị trường. Kể từ thời điểm ra mắt tháng 12 năm 2018 đến nay, Vinsmart đã giới thiệu 12 mẫu điện thoại thông minh, doanh số tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2020 với tốc độ lên đến 260%, trung bình gần 200.000 sản phẩm bán ra mỗi tháng từ đầu năm 2020. Và trong tháng 4 vừa qua, Vinsmart đã lọt vào top 3 thương hiệu điện thoại bán chạy nhất cả nước, chiếm 16,7% thị phần. Các sản phẩm Vinsmart được người dùng lựa chọn bởi có chất lượng tốt, chế độ hậu mãi đảm bảo và mức giá cạnh tranh. Trong số đó, mẫu điện thoại giá rẻ mới nhất của Vinsmart là Joy 3, thu hút được sự chú ý đặc biệt nhờ những trang bị như chip Snapdragon 632, 3 camera, pin 5000 mAh, sạc nhanh, cổng USB-C, bảo hành 18 tháng. Nhưng mức giá chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng khiến ngay cả các ông lớn như Samsung, Oppo, Xiaomi cũng phải dè chừng. Tiếp nối thành công của Alpha 15, MSI vừa cho ra mắt dòng laptop RAVO 15 mới tại Việt Nam nhằm duy trì ưu thế của mình trên thị trường laptop chuyên game sử dụng phần cứng từ AMD. RAVO 15 tiếp tục thừa hưởng biểu tượng lôi điểu biểu trưng cho sức sáng tạo và sự phát triển. Hiệu năng chính là điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm này, được trang bị vi xử lý AMD Ryzen 4000 sản xuất trên dây chuyền 7 nanomet và sử dụng kiến trúc Gen 2 cho hiệu suất cao hơn gấp đôi so với thế hệ trước. Cùng với CPU AMD AX5003M đem lại hiệu năng chơi game tuyệt vời ở độ phân giải Full HD, công nghệ tản nhiệt Colorbus 5, độc quyền sử dụng hai quạt và 6 ống dẫn nhiệt để làm mát tối đa, tối ưu hóa luồng gió trong một thân máy nhỏ gọn. Về mặt phần mềm, Dragon Center phiên bản 2020 mới nhất được trang bị chế độ Gaming Mode 2.0 cùng với MSI App Layer cho phép chơi game mobile thuận tiện hơn. Tất cả đều được MSI chăm chút để đem tới trải nghiệm tốt nhất cho game thủ. Tin YouTube ZGen đã phát hiện ra rằng chiếc Bphone B86 không thể cài được ứng dụng Netflix từ cửa hàng Lay. Sau khi tìm hiểu lý do thì nhận ra rằng chiếc điện thoại này không đạt chứng nhận Lay Rotate. Thông tin này cũng không quá ngạc nhiên khi mà Bphone các thế hệ trước đều đã không có chứng nhận Lay Rotate. Câu hỏi đặt ra là điều này có đáng ngại không? Điều thấy hiển nhiên trước mắt là một số ứng dụng có yêu cầu cao về chứng nhận này sẽ không thể tải xuống Bphone theo cách thông thường qua CH Lay, chẳng hạn như Netflix. Hiện nay không tìm được trên CH Lay của Bphone B86. Tuy nhiên, những ứng dụng thanh toán, ứng dụng của ngân hàng, ứng dụng ví điện tử vẫn có thể tải về bình thường. Nên điều này phần lớn khả năng là do ứng dụng chứ không ảnh hưởng đến vấn đề về bảo mật. Ngoài ra, Bphone cũng có ứng dụng BKAV Mobile Security để bảo mật thiết bị, ứng dụng sau khi tải xuống cũng được quét và thông báo đến người dùng.
Dù sao, chúng ta vẫn nên chờ đợi một lời giải thích chính thức từ BKAV, còn ở thời điểm hiện tại, người dùng cũng không cần quá lo lắng bởi mức độ nghiêm trọng không đáng báo động. Bphone vẫn có đầy đủ dịch vụ của Google theo BKAV và chỉ là chưa đạt chứng nhận về Google Play Rotec. Và đó là những gì nổi bật nhất trong tuần này. Anh em thấy tin tức nào đáng chú ý, hãy comment ở phía bên dưới để mọi người cùng bàn luận nhé. Và đừng quên like và share video này để anh ấy có thể đồng hành cùng các bạn trong những bản tin sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!